Điều quen tay nhá. Hôm trước có một bạn là yêu cầu mình nói là làm một cái video hướng dẫn để tập cho các bệnh nhân bị di chứng tai biến, đấy, bị liệt nửa người. Đấy thì hôm nay nhân có cái bệnh nhân này bị tai nạn và bị liệt một nửa người này thì mình sẽ làm cái video để hướng dẫn cho mọi người tập luôn nha. Đấy cái phần tập thì mình để ở phần cuối video. Còn bây giờ thì mọi người cùng theo dõi cái trường hợp này nha. Rồi bây giờ kể lại quá trình bệnh của cháu như thế nào? Nó đi học, ngã xe, mà đi chụp chiếu thì ngã là bộ đầu xuống à? Bộ đầu xuống, đầu xuống. Đầu xuống. Chụp chiếu thì tay chân là không xương xiết là không ảnh hưởng gì cả. Chụp phim không gãy. Không gãy nữa, anh chụp 4-5 lần rồi. Vấn đề nào thì ra bài hưởng nào? Đó. Thì anh được cho bệnh viện là cho nó ở gần 1 tháng này rồi. Từ vừa một anh đưa mới đêm về hôm qua. Ở bệnh viện thì làm những cái gì? Hắn cùng cho uống thuốc về tiêm thôi. Tay thì thầy yếu hẳn luôn đúng không? Đúng rồi, tự nâng được không? Em tự nâng, tự nâng tay nhé. Không tự nâng được. Không hề tự nâng được. Chân này có co được không? Co được. Chưa lên chưa xuống được nhưng cũng đang còn đau. Vậy là không linh hoạt. Đúng rồi, đúng rồi. Không linh hoạt. Mở cái phòng khám xem. Có bị méo miệng không? Nhắm mắt xem nào. Anh ra ngoài. Rồi nhắm mắt lại nào. Thổi, 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 thổi như thổi lửa. Uống nước có bị chảy nước ra không? Có nhé. Thức ăn có bị chắc bị đồng ở đây không? Có bị chắc đồng thức ăn. Bên này có hơi méo một chút. Đấy, miệng có. Cái này nó cũng có cả việc bảy trung ương đấy. Nào thôi lại nào, thôi lại. Đây này nhìn như em sẽ nhìn này thấy chưa? Nhìn cái miệng này. Bên này sẽ bị hở hơn này, bên này sẽ khít này, thấy chưa? Cái này phải nhìn rất là kỹ thì mới thấy được chứ còn người bình thường nhìn thì không rõ. Đấy. Đấy cái này là có liệt bảy trung ương. Liệt bảy trung ương với liệt bảy ngoại biên nó khác nhau là ở cái chỗ cái mắt. Như liệt bảy ngoại biên là mắt nó sẽ bị hở. Đây như thế này là nó cũng nhắm được. Nhưng mà liệt bảy trung ương là mắt nó nhắm được. Bình thường chỉ có cái mồm méo thôi. Vì nó do tổn thương ở trên. Đấy, giờ có cái tay này. Giờ thẳng tay lại nhá. Giữ nguyên nhá. Giữ nguyên tay nhá. Để gập được luôn đúng không? Nào, có nào. Gập tay nào. Gập. Một tháng đúng không? Từ khi bị đến như một tháng. Có hai chân nhá, có hai chân này. Có hai chân. Rồi giữ nguyên chân nhá, cả hai bên này giữ nguyên này. Nhưng mà anh làm sao mà biết mà ra đây hay? Anh ở trước anh vì đây anh đưa lên anh lên em xong khỏi kia rồi đấy. À liệt bảy liệt bảy đợt năm ngoái á. Năm ngoái đấy. À anh là Thanh Hóa đúng không? Ở đâu Thanh Hóa ấy? Anh ở Thanh Tân như Thanh. Như Thanh. Em giáp với vụ là Chanh. Giáp bảy Chanh. Là đợt đó là anh bị liệt liệt đây đi xoay đúng không? Vâng. Cho nên là biết rồi. Biết rồi trên anh đưa thằng cu lên đây không rồi. Đưa bệnh viện mãi thì cũng thế thôi. Dạ. Rồi, cái này thì đúng là liệt do tổn thương bán cầu nào phải đấy rồi nha. Nó bị ở bên nào bên phải. Cho nên nó liệt nửa người bên trái đấy này. Đấy, cho nên là cái này á thì mình phải chấm cứu. Đấy, để làm lưu thông khí huyết cho bé này. Đấy, và cái này phải tập phục hồi. Tập phục hồi, ngoài ra phải tiêm thuốc thủy chấm vào để nó tăng dần truyền các cái dây thần kinh cho bé. Đấy, cái này cũng phải làm một cách là phải kiên trì đấy anh. Đấy. Nhưng mà với cái cảm quan của nhà em ấy thì với cái độ tuổi của bé như thế này nữa thì em nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng và nó sẽ có kết quả. Đấy, cho nên là cái này thì chỉ cần là mình kiên trì làm thôi. Thì như là ngày 23 tháng 11 2021 đúng không? Đấy thì cái này thì mình điều trị thì xác định thời gian điều trị nó cũng dài dài một chút.
có thể 20 ngày hoặc là một tháng đấy. Đấy thì gia đình cũng phải rất là cố gắng nhá. Trong tủ đấy em đấy. Có nhá. Giờ mình muốn khỏi bệnh thì muốn sau này đi lại mọi thứ bình thường phải chịu khó tí nhá. Lấy ra luôn, lấy thì nó bỏ đến xe tiếp. Hít sâu thở đều đó là cũng phải đau lắm đâu nhá. Có đau lắm không? Vẫn nói bình thường đấy chứ? Nói bình thường á, nói bình thường. Châm cừu thì sẽ giúp cho là lưu thông khí huyết nó tốt hơn và theo như Tây y thì nó giúp cho tăng cái tuần hoàn máu đến nuôi dưỡng các cái cơ, nó cũng sẽ tốt hơn. Đây cho nên là với cái liệu pháp châm cừu này sẽ giúp để cải thiện và giải quyết được cho những cái trường hợp bị liệt như thế này nhá, yếu liệt như thế này. Đấy thì lưu ý với mọi người là chúng ta nên là đưa đi điều trị và tập phục hồi sớm, sớm ngày nào hay ngày đó, sớm chừng nào tốt chừng đó, mọi người lưu ý cái vấn đề này nhá. Cái này gần mắt mày nhá. Tiêm nụ cái liều Nivalin không có nữa hả? Nivalin giờ chịu hiểm quá đấy. Cái này phải quá nhanh. Rồi ok, mắc máy. Sau khi châm xong thì mình cùng mắc máy để kích thích điện nha mọi người nhá. Đó thì cái này thì thời gian nó tầm 25 đến 30 phút. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người tự tập tại nhà. Đấy, với những cái động tác đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất nha, mọi người chú ý theo dõi nha. Vuốt từ bên này này, vuốt sáng này. Vì là hẳn liệt là hẳn đáng kéo đi bên này. Đấy thì mình kéo ngược lại. Đấy chứ đừng kéo xuống đi là thẳng lên nha. Đó. Kéo như vậy. Trên môi trên thì cũng thế, mình kéo ngược lại. Như nhà em thì em làm thì khác nhá, còn những hành vi như thế cứ kéo thế này thôi, dễ nhất là cứ kéo ngược lại thôi nhá. Đó. Đó rồi kéo từ dưới kéo lên. Đây là bày cho những người nhà làm cho nên là bày cái dễ nhất nhá, đó cứ kéo lên nhá. Xong rồi cái sau tai như này ra vô cái chỗ đi nhá. Rồi, về cơ bản là cái vùng mặt thì hẳn chỉ cần đấy thôi, còn trên mắt này thì còn cái vùng chỗ tay nữa nhá. Thì trước khi tập hay trước khi nở chỉ là mình cũng phải xóa trước. Đấy, phải có những cái động tác xóa giấy trước. Giấy phải xóa. Dùng cả cái các cái đầu ngón tay này này. Giấy xóa trước. Đây là cái khớp này. Vì những cái trường hợp liệt á là sợ nhất là nó bị cứng các cái khớp này, sau này nó không cử động được trong các khớp này, cho nên là chủ yếu là mình tập nhiều vào các cái khớp đấy. Đó, thì mình cũng dây quanh các cái khớp như thế này. Dây và bóp nha. Bóp thì có thể là bóp một tay. Đó. Bóp có thể là bóp một tay hoặc là bóp hai tay. Bóp này thì nó giúp để làm lưu thông cái máu nó tốt hơn, hắn đi nuôi dưỡng các cái cơ nó tốt hơn. Đó. Bóp hai tay tập trung vào các cái vùng cơ. Đấy,
Anh đang làm hướng dẫn cho nên là sẽ làm tốc độ nó nhanh hơn. Còn bình thường thì sẽ làm lâu hơn. Anh vào cái huyệt. Đó. Xong rồi đến cái chỗ tay này rồi đó. Đến đấy thì đang có cái vết thương. Sướng không gãy không chứ mất thế này. Không. Ừ. Đó thì cắt ngón tay này. Cắt ngón tay đối với những người liệt này. Là mình sẽ vắn này. Đấy. Trên này, dưới này. Một tay trên, một tay dưới này. Đấy. Và trong ngoài này. Trong này hẳn có những cái dây thần kinh và những cái mạch máu rất là nhỏ ở trong này. Nhưng mà hẳn cần phải phục hồi. Đó. Quất này. Đấy. Các cái ngón đều làm như vậy. Chứ không có sáu hẳn quắp. Quắp các cái ngón tay này. Không phục hồi. Như đi anh đưa đi một tháng rồi anh ổn ổn anh đưa đi là cũng là kịp thời đấy, chứ không để vài tháng là phục hồi rất là khó đấy nhá. Rất quan trọng nhé, những cái này nó những cái tình tiết rất là nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho phục hồi đấy. Tất cả các cái ngón mình đều làm như vậy. Và quan trọng là phải tập các khớp, đó là vấn đề làm mềm các cơ đây này. Sau khi các cái cơ mềm nhé, là mình cũng tập gập và duỗi lắm nhé. Các cái động tác gập duỗi. Đấy. Những cái động tác gập duỗi. Đóng em. Đau không? Hơi đau đúng không? Như hẳn là chưa bị chỉnh khớp nhá. Có những người là không mở được hết thế này đâu. Đấy. Đó. Khớp đau lắm. Mình khớp là tập là lắm. Đó, xong rồi tập này, tập cái khớp đi này. Đấy. Giờ thì hẳn chưa. Vì hẳn không hề có cái trướng lực cơ không có nữa chứ cả. Cho nên là mình phải tự mình tập cái đó. Này, gấp đuổi này. Đó, gấp vào này. Duỗi ra này, gập vào này, duỗi ra này, duỗi ra đó. Những cái động tác này nhìn thì nó đơn giản nhưng mà nó lại có tác dụng rất là tốt để cho những cái khớp và những cái cơ này. Còn sau này nhá, bắt đầu khi nó bắt đầu có những cái cơ lực, mình nói gồng nhé, cố gắng gồng nào. Đấy, tức là hẳn gồng thì mình vừa kéo ra để tập cái cơ lực giống kiểu ta tập tạ vậy. Nó gọi là tập đối kháng. Đấy, còn giờ trước mắt thì chưa thì mình cứ tập như thế này. Đó. Rồi cả cái khớp này cũng thế. Vì là như thằng cũ này là hình cơ đâu, khớp mình nó còn mở được, còn mệt nhiều người ở đó mình phải tập đến dần dần. Đấy, như cái này thì có thể là ngồi tập, nằm tập, ngồi tập được nhá. Đó. Cơ bản là như mình tự làm nên là làm những cái đơn giản, dễ làm. Còn những cái động tác khó thì phải đi các cái chuyên gia để làm nhá. Đó. Rồi chân nữa thôi, chân thì cơ bản rồi. Mình cũng phải xóa bóp cái nào, cũng phải bóp. Đi hướng dẫn cho người nhà cho nên là phải là những cái gì dễ làm nhất, mình cứ bóp thôi. Thế thì chắc là bóp được. Nó cái nhào cứ lắm. Cái gì nó bóp ra được. Đấy. Nhào bột. Bởi vì là hôm trước là cũng có một bạn có nhắn lại vì họ ở xa quá. Ở trong Nam á. Mà dịch này họ không ra được. Thế là họ nói là nhờ anh làm một cái video để hướng dẫn cho em tử em làm cho mẹ. Đấy, xong rồi mình cùng làm cái video để gửi cho họ làm theo.
mà để cho họ làm theo thì phải dễ, nhưng mà khó thì họ không làm được. Khó thì chưa, khó không làm được đâu. Chuyên khóa dạy vào những cái huyệt nào các kiểu thì chịu lắm, chỉ có là vùng vùng thôi. Dù đấy có một cái huyệt rất quan trọng, nhưng mà anh cứ áng áng này, chỗ này có một cái xương nhô nhô lên này nhá, vuốt từ hoặc là đi từ trời lên theo một cái xương này đấy, xương lớn lên đây hắn có cái điểm nhô ra đây, anh cứ áng áng hắn vuốt ra tầm một tí thấy có cái lòm lòm ở đây đấy, đấy là một cái huyệt rất là quan trọng đấy. Cả cái vùng nên được, anh mà dạy không đúng bấm vào đó đấy, cho nên là khi nhà em đi học á, lúc mới học cái huyệt rất to bằng cái bát tô sau này học đến Y6 thì Y5 thì huyệt xuống bằng cái bát nhỏ, rồi sau xuống bằng cái chén, rồi sau nó bằng cái đầu đũa đó. Mình có thể là dạy vào thêm các cái huyệt này, các cái vùng vùng vậy thôi, chứ còn nhà em thì cũng không xác định được chính xác lắm đâu đó. Và quan trọng là cái chấn này, cái cổ chấn nha, cái này là nó đi được hay không là phụ thuộc vào cái này rất là nhiều này đó. Thì mình cũng có một số những cái huyệt ngay chỗ này này nhá, thấy không, có cái nếp nhắn này này đấy, cái đường này như thế là nó chỉnh như ở đây là có một cái huyệt này đấy, thì mình cũng dạy vào và một cái huyệt ở đây là chỗ cái khe này đây, chỗ này đấy, anh cũng chịu khó dạy vào cái chỗ này cho mẹ. Đó. Cái này hơi đau, hơi tức đấy. Tức không? Còn hơi ăn nó đấy là rất thốt đấy. Có rút chân đấy, và mình cũng dây hết không? Mình dây quanh các cái cổ khớp này cho cháu thôi, để cho nó mở các cái đó, để con cái cớp thôi. Sau đây cùng tập thôi, đuổi ra này, đập vào này đó. Đó. Được vào. Các cái ngón này thì mình cũng làm giống ở trên tay nhá. Các cái ngón này mình cũng làm vậy. Được vào. Được vào này. Được vào. Được vào này. Đó. Rồi, cái gối này cũng thế. Một tay đặt dưới này. Tay cầm vô cái cổ chấn của bé này. Này, đẩy lên này. Xuống này, cái này hắn tập được cả cái khớp này, cả khớp này luôn. Đó. Đấy. Đó. Đấy, mình cứ tập như vậy. Có thời gian thì làm tầm 45 phút đến 1 tiếng. Đấy, còn mà không có thời gian thì cố gắng làm tầm 30 phút một ngày, được một ít như vậy cũng là tốt đấy, phục hồi chẳng nó sẽ đấy. Đấy, cái này thì tập cho cả cái khớp hàm luôn này, vì là cái liệt lâu mà không làm là hình teo cơ, hình nhỏ cơ và hình nhào cơ. Đó, thì về cơ bản nhé, để cho người nhà tự làm thì cũng làm được như vậy là cũng đã quá tốt rồi. Còn những cái kỹ thuật cao hơn thì là phải là đến bác sĩ. Ai còn nhu cầu những cái gì thì cứ bình luận vào, mình sẽ làm những cái video hướng dẫn cho mọi người tiếp nhé. Rồi, chào mọi người.